Chào các bạn, tôi đang đứng tại xưởng dịch vụ của Rolls-Royce Motor Car Hà Nội. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu xe mới của Rolls-Royce. Mẫu xe này đã được ra mắt trong một vòng thời gian gần đây và đã làm chao đảo tất cả các cộng đồng xe về độ sang trọng cũng như các cái tính năng bất ngờ của nó. Và hãy theo tôi, nó không nằm ở đây đâu. Thời tiết Hà Nội hôm nay không được đẹp lắm. Được tin rằng thấy trầm trồ khi nhìn mẫu xe như thế này. Vào đây, Rolls-Royce Phantom 8. Xin chào tất cả các bạn. Nhưng trước khi vào nhìn chiếc xe thì trên tay tôi là chiếc chìa khóa. Chìa khóa của Rolls-Royce Phantom 8 gọn nhẹ hơn của Phantom thế hệ thứ 7. Vẫn kết cấu rất là đơn giản của chiếc móc ở đây. Khóa xe, các nút mở. Phía sau có số pin của xe, có phần bấm để rút ra. Không có gì đặc biệt so với chiếc khóa này. Cảm ơn các bạn. Rolls-Royce Phantom 8 một hồ sơ phải nói là rất độc đáo. Và hiện tại theo như thống kê thì đây là chiếc xe thứ 3 ở Việt Nam có hồ sơ như thế này. Hai chiếc trước cũng là một chiếc hồ sơ màu đỏ để đã có cho Phantom thế hệ như vậy, và một chiếc thì được sơn lại màu đỏ như vậy. Tuy nhiên đây là màu sơn nguyên bản. Màu sơn này không phải là màu sơn thông thường, mà đây là một màu sơn được lựa chọn một cách riêng biệt. Nếu như nhìn kỹ thì các bạn có thể thấy là dưới những lớp sơn này có những chấm óng ánh. Và khi xe ra ngoài trời thì màu sơn sẽ được tươi tắn hơn bởi ánh nắng. Cũng như là thế hệ Phantom trước thì toàn bộ lưới tản nhiệt và phần biểu tượng cũng được giữ theo nét truyền thống của Rolls-Royce. Lưới tản nhiệt sẽ phải đặt một số lượng lớn theo. Tuy nhiên có một điều khác biệt là Phantom 8 có thêm một camera phía trước. Cái này Phantom hệ thứ 7 không có. Và cái này công dụng của nó như thế nào và nó sẽ thể hiện như nào trong khoang lái thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Các bạn có thể nhìn thấy Phantom 8 được thiết kế một cách mềm mại và dịu dàng hơn Phantom 7, không có nhiều đường nét gồ ghề. Về mặt cụm đèn phía trước, đây là một sự cắt hoàn toàn. Chúng ta có thể thấy là với Phantom 7 tất cả nó thành một khối và ở dưới này có một nè, nhưng Phantom 8 thì khác, tất cả được bố trí trong một cụm. Và đây có bốn loại đèn khác nhau, pha, cuốc và đèn chiếu sáng rồi. Tuy nhiên tí nữa tôi sẽ bật lên để mọi người xem thử xem là nó khác thế nào. Phantom không bố trí đèn ở phía dưới học gió này nữa. Ở trên nắp cabo cũng là một sự khác biệt, chúng ta sẽ không còn nhìn thấy một đường dọc thân nắp cabo như Phantom 7 trước, mà hai đường chrome sẽ được ăn liền và hai mép vào chạm vòng quanh phía kính lái. Sang phía phần hông, tất cả các gọn vành của Phantom 8 đã được thiết kế lại khỏe hơn, thanh lịch hơn và trông vẫn không mất đi cái tính truyền thống nhưng lại có một màu sắc khá thời đại. Mọi người có thể nhìn thấy trước đây thì các cái nan và các cái bộ mâm ở giữa này được làm liền khối với nhau, và nhưng lần này thì khác. Phần này nó đã được tách ra bởi những khe nhỏ làm cho cái xe trở thành điệu đà hơn. Tuy nhiên logo của Rolls-Royce thì vẫn giữ một cái cách cũ, luôn luôn thẳng lưng. Phần đèn ở phía hông này và logo này thì không có gì thay đổi cả. Tuy nhiên khó có thể mà phân biệt, nếu như trước đây mình phân biệt Phantom bản dài và bản thường khác nhau bởi cái đèn ở đây.
thì Phan Tô Tám đã không còn điều đó nữa. Xin lỗi, tôi không biết lúc ở đâu đây. Hiện tại tôi đang hút IQOS. Cái điều này rất tiện, không cần phải càng có thể cất cái bao đi được. Có lẽ tôi sẽ phải hút thêm một điều nữa trước khi giới thiệu với mọi người. Quay trở lại, việc phân biệt bản tiêu chuẩn và bản dài của Phantom 8 đã không còn phân biệt bằng mắt, bằng đèn thế này như Phantom hẹn luôn. Và chúng ta đều có thể phải ước lượng mắt thường. Xe Phantom này, tôi thử mở xem. Đây. Anh Hải có thể là thế là giúp bạn ký, tôi sẽ quay trở lại lên Squid Galaxy bởi vì nó cũng không có gì quá khác biệt so với Phantom khác. Nhưng anh có thể tiến lại gần đây đi không? Gương của Phantom 8 có một điểm khác biệt cả về mặt thiết kế design và khác biệt cả về bố trí camera. Camera của Phantom 7 không nằm ở phần này mà ở dưới, nhưng Phantom 8 thì đã nằm vách ra phía ngoài thế này. Anh chị có thể nhìn thấy đường coastline của Phantom 8 cũng không kéo dài đến đuôi xe mà dừng ở trung tâm của cửa thứ hai. Đây là một sự khác biệt rất lớn trong đường coastline huyền thoại của Phantom. Ta hãy đi về phía sau. Trong phòng sơn của chúng tôi hơi chật, thế nên là có lẽ là chúng ta sẽ không thể có thể nhìn được một cách kỹ càng. Chúng tôi sẽ mở thử xem thế nào. Vâng này, mở cốp. Cốp khá rộng và có thể điều khiển bằng điện qua điều khiển ở đây. Đây là một chiếc cốp mang tính rất tiêu chuẩn, tuy nhiên là rất là rộng rãi. Trên này có hai nút đóng và khóa. Cụm đèn phía sau của Phantom 8 được thiết kế mềm mại hơn và hài hòa toàn bộ với phần đuôi. Phantom 7 thì cụm đèn nó có vẻ gồ ghề và vuông vức hơn, nhưng Phantom 8 có những đường lượn. Đường lượn khá bắt mắt và tất cả các đường lượn này được làm thành chrome thành hai phần, khá là bắt mắt, và trong đèn thì có logo của Rolls-Royce. Ta sẽ quay sang bên này. Bây giờ tôi nên khám phá phần nào trước đây. Trước khi các mọi người xem nội thất thì hãy nhìn một điểm khác biệt của Phantom. Vâng, một nút ấn thôi cho bốn cửa, chỉ một nút ấn thôi. Tôi chỉ cần chạm ngón tay vào điểm này, ấn nhẹ thì cửa xe sẽ tự đóng vào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá khoang phía sau của Phantom 8. Tuy nhiên trước khi khám phá khoang sau thì tôi tắt khỏe nổ máy. Phantom 8 khác Phantom 7 ngay từ vị trí của nút đề. Vị trí của nút đề đã chuyển sang khu vực truyền thống trước đây của Rolls-Royce. Các cái dòng xe khác của Rolls-Royce khi chưa có nút đề như thế này thì thường cắm một khóa vào đây và vặn. Và bây giờ đây là nút đề của Phantom 8. Chúng ta lên máy xong, chúng ta sẽ quay lại. Đây chính là khoang nội thất của Phantom 8. Ai chà, với phiên bản dài này thì thật sự rất là rộng rãi. Tôi có thể khi tôi ngước nhìn lên trên trời thì anh cameraman anh giúp một chút. Khi tôi ngước nhìn lên thì tôi có thể thấy toàn bộ bầu trời sao kéo dài từ phía sau gáy tôi tiến lên đến tận kính chắn nắng của xe. Vâng, đây là điểm khác biệt cơ bản và ấn tượng của Phantom thế hệ thứ 8 so với xe Phantom thế hệ thứ 7. Tôi có thể nhìn thấy cái gì từ chỗ ngồi của tôi đây? Đầu tiên là hệ nút bấm này. Vâng, hai nút ở dưới là điều khiển tựa chân.
Hai nút này là điều khiển âm lượng và nút này vẫn là nút truyền thống của Rolls-Royce để đóng cửa, áp dụng cho cả Phantom, Cullinan và Ghost. Tôi sẽ nâng thử cái tựa chân lên. Vâng, mọi người có thể nhìn xem. Lên được một góc chắc là 20 độ để cho người ngồi có thể cảm thấy thoải mái hơn. Ok, cũng được đấy chứ. Hạ xuống đây. Phía bên tay cửa hiện tại xe này được trang bị rèm hai bên và phía sau. Tôi sẽ mở thử cái rèm này xem thế nào. Vâng. Rèm được kết cấu bằng điện và bên tay nào cũng đều có thể điều khiển được. Phía sau tôi có thể đóng được rèm. Đây, vâng. Một nút bấm thôi có thể đóng được rèm của cả bên phải, bên trái, phía sau. Và bạn cũng có thể dùng nút này để mở luôn cho tất cả các bên. Đây là một điều chỉnh nút rèm tổng thể. Bên cạnh đó thì đây là điều khiển nhiệt độ của gió, mát và sấy ghế. Và đây điều hòa thì tất cả mọi người đều thấy rồi. Với người hút thuốc lá như tôi thì có thể bỏ cái vỏ IQOS vào trong này sau khi tôi hút xong, thật là thuận tiện. Tôi sẽ không còn dùng đến cái này nữa bởi vì tôi đã không còn hút thuốc lá điếu. Cốp của Phantom ở đây khá rộng, tuy nhiên có lẽ là hợp với để giấy tờ một số vận dụng khác. Xe Phantom 8 này nội thất được phối hai màu da, màu kem trắng và màu dark gray. Màu này tôi không nhớ rõ màu gì, nhưng đây tôi nhớ rõ màu dark gray thì tôi đã làm rất nhiều màu này. Và gỗ của xe Phantom này được sử dụng là gỗ ốc chó. Chúng ta sẽ cùng khám phá xem là trong này nó có cái gì. Vâng, một nút ấn thôi có thể nhìn thấy. Đây là một cái cốp để các thứ mà. Nếu như tôi ước gì cái cốp này có khóa. Bởi vì đã có rất nhiều khách hàng nói với tôi rằng họ muốn có một cái cốp có khóa để họ đựng tiền và một số vật dụng gì đấy quý giá trong xe. Nhưng tuy nhiên thì đây là một điều kiện mà phải đặt hàng. Cho nên là trong xe này không có cái điều đó. Tủ lạnh cũng bình thường thôi, thì tủ lạnh ở đây có thêm hai cái ly. Tôi nghĩ rằng là với cái hộp này thì các bạn có thể để được một chai champagne với hai cái ly này. Ghế của Phantom 8 được kết cấu cũng khác ghế Phantom 7. Các loại da được cấu tạo và sắp xếp một cách khác nhau. Đối với tựa đầu thì có miếng tựa và gắn liền với một cái tựa đầu ghế. Miếng tựa này có thể tháo rời. Đây có logo Rolls-Royce. Phần lưng ghế không còn là những thuộc da phẳng nữa mà có thêm rất là nhiều lỗ để làm cho người ngồi cảm thấy có thể thoải mái hơn khi sử dụng hệ thống làm mát hoặc là sấy ghế trong mùa đông. Ghế ngồi có thể rất thoải mái và có thể điều chỉnh ở đó, ở đây. Đây, dựng lên ạ. Cái ghế này đã được đẩy cao lên mức tối đa nên thì có đẩy không được, có thể hạ thấp xuống. Nhả lưng ra đằng sau, nâng cao tựa đầu cho phù hợp. Mà đây là cái gì thì tôi cũng chưa tìm hiểu, nhưng mà chắc tí tôi sẽ khám phá. Vâng, hãy tiến lại đây Hải ơi. Đây là những điều khiển của màn hình. Tôi sẽ bấm thử vào bên tay trái và bên tay phải. Các bạn sẽ xem thử cái bàn ăn của Phantom nó sẽ diễn ra thế nào. Vâng, đã mở. Màn hình đã lên. Bên này cũng vậy. Khác với Phantom thế hệ thứ 7, Phantom 8 điều khiển tất cả mọi thứ ở đây bằng điện. Và trên mặt thì chúng ta có thể đang thấy là xuất hiện thời gian, vị trí hiện có qua satellite. Và đây là phần navigation. Tôi sẽ vào cái menu xem sao. Đây, cái này đang ở trong trái sẽ sang phải. Đây, menu màn hình phải. Quay về đầu tiên.
navigation, sang bên phải sẽ là các cái app application, xem app ở đây Phantom đã cài đặt những gì. Hiện tại chưa cài đặt app, cái này cần phải liên hệ với nhà sản xuất. Đây là phần cài đặt xe, cài đặt xe, cài đặt hệ thống, cài đặt lái, sách hướng dẫn, âm nhạc, FM chăng? Có gì không? Volume tôi sẽ ở đây. Dựa trên những kinh nghiệm, kiến thức của bản thân để đưa ra quyết định. Hiện tại tôi không có nhạc ở trong điện thoại nên không biết phải làm thế nào để cho mọi người nghe thử âm thanh của Phantom. Hay giải quyết các vấn đề khẩn cấp. Bên cạnh đó thì nhà quản trị có thể áp dụng những phương pháp. Về phần âm thanh, các bạn có thể sử dụng TV âm thanh qua hệ thống AUX, CD, DVD, Blu-ray hoặc là USB hoặc là HDMI. Khá nhiều. Trong trường hợp đề ra những xem thử TV xem nó có cái gì. À, có sẵn đấy mà. VTC. Tất cả các hệ truyền hình số mặt đất đều có thể được áp dụng tại đây. VTC 1. Độ phân giải sẽ ra sao đây? Theo như các quảng cáo trước đây của Rolls-Royce và theo như tôi đã trải nghiệm thực tế thì khi xem truyền hình ở trên xe Rolls-Royce, nếu bạn chạy ở tốc độ 80 cây số một giờ thì sẽ không bị rung giật và sẽ không bị rớt hình cũng như rớt tiếng. Đây là một điều rất là thuận tiện khi ai muốn xem truyền hình trên xe. Ok, tôi sẽ đóng cái này lại. Đóng lại ở đâu đây? Vâng. Màn ăn sẽ tự gập xuống. Bên tay trái này cũng vậy. Tất cả các điều khiển hệ thống đều nằm ở trên phía trên tay tựa của quý khách. Ở đây sẽ có thêm cái gì? Hai cái ngăn để cốc hoặc là để chai nước. Trên trần, đây là hệ thống bầu trời sao đây. Tôi xem thử xem nào. Không phải nút đèn sao. Có lẽ là tôi cần có một quyển sách hướng dẫn sử dụng để có thể đèn khá sáng. Tắt. Đèn từng quên. Còn đây là cái gì đây? Điều chỉnh cường độ của trần. Tuy nhiên là tôi hơi bối rối trong việc này. Chúng ta sẽ xem tiếp xem ở khoang trên của Phantom sẽ có những cái gì. Nếu như cần phải dùng sức thì trước đây giờ đã không cần nữa. À, xe Phantom này được trang bị gỗ óc chó. Và khác với các xe Phantom thế hệ trước thì cái phần ở trên này của trước đây thì xe Phantom thường là ốp gỗ hoặc ngọc chai và các cái biểu tượng thường nằm ở đây. Nhưng lần này sự thiết kế đã thay đổi. Gỗ không chỉ nằm ở trên, không còn nằm đây nữa nhưng nằm ở đây và còn phía ở trong cốp. Lượng gỗ ốp vào cho xe Phantom 8 nhiều hơn khá nhiều so với Phantom 7 và đường có một đường cũng là cốt slide phía trong và biểu tượng luôn đặt ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy khá khác lạ. Ô cũng không có gì mới. Tuy nhiên ở thế hệ này thì Phantom cho phép khách hàng có thể lựa chọn các loại ô khác nhau. Không chỉ lựa chọn về màu sắc ở đây, còn lựa chọn về cán, màu gì và chất liệu thế nào. Tuy nhiên đây là chiếc xe Phantom mà khách hàng cũng không đặt nặng vấn đề đó quá. Cho nên ô đang nằm ở trạng thái là tiêu chuẩn. Tôi chỉ cần ấn cái nút ở đây và nó lại vào. Rất là hợp lý. Ở đây tôi sẽ mời các bạn vào xem cái cổ phép phía trước và hãy chạm đến.
nếu như lười không muốn dùng tay thì có thể dùng cái nút này để đóng cửa, giải quyết cho. Trước đây nút này chỉ nằm trong Red, Dawn, Phantom Coupe và Phantom Coupe Rocket. Tuy nhiên giờ đây thì Phantom 8 và Cullinan đã được trang bị nút ấn ở đây để đóng cửa. Phía bên đây là nút để đóng cửa bên cạnh của phía hành khách. Chúng ta sẽ xem thử xem. Trước hết hãy xem cái cốp này. Không có gì đặc biệt, cốp để đựng đồ và có một châm cả tán thuốc lá. Khay đựng cốc, dưới có logo Rolls-Royce. Đây phù hợp để đựng chìa khóa, vé đường, vé cầu. Nó chỉ cần ấn là sẽ ra. Đó, thuận lợi. Khác với Phantom thế hệ thứ 7 thì Phantom thế hệ thứ 8 có thêm một nút là nút mở cốp tại đây. Có thể ấn vào đây để có thể mở cái cốp sau. Cũng giống như cái phần cửa sau thì phần cửa trước cũng đây được ốp bằng da và đây bằng bộ ốc trò. Logo vẫn đặt ở đây. Cốp cũng bình thường. Chúng ta hãy nhìn tiếp vào phần này. Tay lái của Phantom 8 đã không còn giữ cái tính truyền thống như Phantom 7 và các dòng Phantom khác. Tay lái đã mang tính chất hiện đại. Âm thanh có thể cao đấy. Bọc phần da này của tay lái, khách hàng có thể yêu cầu các màu khác nhau và có thể cho nhỏ nhạc đi một chút. Cầm khá chắc chắn. Nút còi ở đây, đây là âm lượng, lựa chọn giải tần tần số radio, điện thoại, micro. Bên này là điều khiển ga bằng tay. Phía bên tay trái của vô lăng chúng ta có thể nhìn thấy nút đề. Nút gì đây? Khi tôi ấn cái nút này thì nó sẽ lên cái phần này là on. Đây là nút cảnh báo toàn xe, mọi người có thể nhìn thấy. Đây là các hệ thống đèn và mức độ sáng của panel. Tuy nhiên này tôi đang quay vào lúc trời sáng nên cái việc này sẽ diễn ra không được ấn tượng lắm. Trên màn hình của đồng hồ thì hiển thị gì đây? Vòng tua vâng. Tốc độ tối đa là 260 km/h. Các bạn có thể nhìn thấy là mới tinh, xe chạy chưa được 1 km/h. Nhiệt độ ngoài trời hôm nay là 15,5 độ C và hiện tại đang là 2:15. Hiện tại hai đèn hai bên đang sáng và đang ở trong chế độ phanh tay. Cửa đang mở. Tôi chưa thắt dây an toàn. Đấy là những thông số đang được đọc ở trên đồng hồ. Đây là cần số của Phantom 8, vẫn giống như Phantom 7 thì ạ. Gạt vào trong, đưa xuống sẽ là D, đưa lên sẽ là lùi và ấn vào đây sẽ là P. Còn đây là gì? Đây cũng là nút gạt mưa thôi, không có gì mới. Tuy nhiên, mọi người có thể nhìn thấy. Hãy em cầm giúp anh. Đây là phần đặc biệt nhất mà Phantom truyền thông đến cho khách hàng, được gọi là phần gallery. Toàn bộ phần gallery này có thể có nhiều lựa chọn và đây là một lựa chọn bằng gỗ. Khi họ xếp những miếng gỗ lại gắn với nhau và để ở đây kéo dài sang đến tận bên này. Có thể có người sẽ thích là ngọc trai, có thể có người sẽ thích là một tác phẩm gì đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu này của quý vị. Và chúng tôi cũng đã có một số dự án thiết kế lại cái phần gallery này theo như cái yêu cầu, những đặc tính của khách hàng, một số khách hàng riêng rẽ ở Việt Nam. Nhưng mà cái việc ra mắt cái xe đó là bao giờ thì đến giờ phút này là tôi và khách hàng cũng đang còn bàn bạc và thảo luận. Cho nên là hy vọng trong một thời gian không xa, chúng tôi sẽ giới thiệu một gallery của Phantom 8 mang đặc trưng của Việt Nam. Tất cả phần gallery này được nằm sâu và được phía trong và được bao bọc bởi một tấm kính và chạy suốt liền khối. Và
Đây cũng là phần gỗ ở dưới cũng là một điều mà cũng đáng để quan tâm. Toàn bộ phần gỗ óc chó được kéo dài từ đầu bên này đến đầu bên kia của táp lô và liền một khối. Tuy nhiên khó hơn rất nhiều với phantom bình thường. Phantom 8 mặt bằng gỗ này được uốn cong vát vào đây không có mối nối. Để xử lý được cái việc này với các loại phần gỗ tự nhiên phải đòi hỏi lựa chọn nguyên vật liệu cũng như tay nghề và cũng độ chính xác của không những máy móc mà của nghệ nhân là rất cao mới có thể đảm bảo được cái việc này. Đây là một phần táp lô hết sức ấn tượng về mặt mỹ nghệ mà tôi có thể nhìn thấy trước cái này. Cúp phần tôm tôi đã làm rơi mất điếu thuốc của mình. Hy vọng sau khi mà khách hàng tập cái xe này về sẽ tìm thấy điếu thuốc và gọi điện mắng cho tôi một trận. Bảng điều khiển của Phantom 8 cũng được bố trí lại. Còn về phía mặt công năng thì cũng không khác Phantom 7 là mấy. Đây là nút để lấy đĩa DVD ra khỏi ổ. Các phần này là các kênh. Một điều rất lạ là khi tôi lướt ngón tay lên đây thì màn hình trên này đã có cái cảm nhận rằng là tôi đang để ngón tay ở đâu. Rất hay ạ, vâng. Mặc dù nhìn nó là bằng thép, tưởng là cơ khí nhưng thực ra tất cả đây đều có một cảm ứng nào đó. Tôi không biết là cảm ứng nhiệt hay cảm ứng gì. Tôi lướt ngón tay qua là nó có thể thể hiện được ngay là kênh nào tôi đang muốn sở đến. Đây thì dễ rồi, người đều có thể nhìn thấy. Nút chỉnh gió, ghế, sấy vô lăng, sấy kính, điều hòa, không có gì là khác lạ. Đèn cũng được để ở tại đây. Và đây cũng là nút chỉnh bầu trời sao cho cả phía trước và cả phía sau. Gương chắn nắng, gương chiếu hậu rất là thanh mảnh, chống chói. Chắn nắng thì cũng nhẹ nhàng, không có gì mới cả. Tuy nhiên khá hài hòa so với nội thất. Tôi sẽ bật thử camera của xe này. Vâng, lý do tại sao mà xe Phantom 8 camera của gương đã được để vách ra ngoài thì đây là phía sau, các bạn có thể nhìn thấy khá rộng, nhìn ra góc rộng hai bên. Xe Phantom này đang được đỗ ở chế độ trung bình và có thể hạ thấp hoặc nâng cao. Tuy nhiên mức độ nâng cao gầm của xe sedan thì đương nhiên là không nhiều, không thể giống như xe gầm cao được. Tuy nhiên đây cũng đã là một sự cố gắng cho một chiếc xe rất nặng nề và có thể di chuyển ở được 3 chế độ thấp, trung bình và cao. So với bảng điều khiển ở phía sau thì bảng điều khiển ở phía trước có thêm hai nút, đó là Communication và Map. Đương nhiên rồi, Communication và Map là hai chế độ này dành cho lái xe. Communication tôi tin chắc rằng đây là điện thoại dành cho lái xe. Vâng, đúng chính xác, khi tôi bật lên Communication là có hiện lên là danh bạ, lịch sử cuộc gọi, số gọi. Manage Mobile Device là quản lý về điện thoại và hỗ trợ của Android. Cái là menu có thể tùy chọn. Mắt thì sao? Cái này cần thêm một USB để có thể kích hoạt hệ thống navigation. Tuy nhiên tôi rất mong muốn vào ngày nào đó không chỉ Mercedes, không chỉ Mazda mà tất cả các hãng xe khi nhập khẩu của Việt Nam đều có thể tích hợp một bản đồ số tiêu chuẩn để mọi người có thể thuận tiện hơn khi di chuyển. Menu có gì đây? Vẫn giống như có thêm Communication trên bảng menu đấy, có thêm một sự thông báo. Vâng, cái này chỉ dành cho lái xe thôi. Navigation à. Đây là toàn bộ menu của Rolls Royce Phantom 8 dành cho người lái, các bạn có thể nhìn thấy điều đó. Bike
Vâng, tôi đã vừa giới thiệu một chiếc xe Phantom thế hệ thứ 8. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi ngồi lên nó. Lần đầu tiên tôi cảm nhận nó, tôi đã cố tình đến đây lần đầu tiên để làm điều này, để giữ nguyên cảm xúc, và thật sự tôi cảm thấy rất hài lòng và thỏa mãn với một chiếc xe Phantom như thế này. Tuy nhiên tôi không phải là người thích ngồi ở khoang này đối với dòng xe này. Chào các bạn, hy vọng tôi đã mang lại những giây phút trải nghiệm thú vị về xe Phantom 8.